Đây, em kính chào tất cả các anh chị em nhé. Cái video này tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cái bài Mr. Miranger Sandy X1204 USB. Em sẽ hướng dẫn chỉ cái cách để mình kết nối một cái hộp reverb vào trong cái bàn này, tức là mình sẽ chơi cái hiệu ứng ở ngoài. Thì hộp reverb thì sẽ tùy anh em ha. Cái chỗ này là anh em mình có cái đầu vang gì thì mình chơi đầu vang đó. Anh em sở hữu vang nào được, vang số, vang cơ, vang gì gì, cái công thức nó giống nhau không? Công thức kết nối cái đường đi nó giống nhau, nó chỉ có 3 sợi dây thôi. Nó chỉ có 3 sợi dây. Một sợi gửi đi từ cái con nào mixer, gửi đường ốc sen, gửi lên trên cái cổng micro của cái con vang này. Là sợi dây này ha. Sợi dây 2 đầu 6 ly. Còn đường quay về thì anh em có 2 dây 6 ly này, dây đôi á cũng được ha. Còn đây em không có dây đó thì em dùng cái dây này. Dùng dây AV cũng được, dùng dây AV cho nó nhẹ để dễ làm, dễ thao tác. Thì dây AV thì mình lại phải có cái đầu chuyển này ha, cái đầu chuyển 6 ly. Đó. Đầu chuyển 6 ly vậy nha. Rồi, thì bây giờ em kết nối. Để cho camera gần để anh chị em mình thấy cái công thức kết nối nha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ dùng cái dây này và đường gửi đi. Thì trên cái bàn mixer này nè, mình sẽ nhìn ở cái cụm này ha. Đó, nhìn cụm này thì mình sẽ tìm ở cái chỗ nào mà nó có cái chữ ốc sen ha, tức là A U X sen là gửi đi, tức là S E N D S. Rồi thì cái F, cái đường ốc sen này nó sẽ có hai đường ha, ốc một, ốc hai. Mình sẽ chọn ốc một nha. Đó, mình đừng chọn ốc hai, mình chọn hai thì một lát mình mở lên á thì nó sẽ dính cái effect của cái máy. Đó, riêng dòng này ha, nó sẽ dính effect của máy thì mình sẽ gửi bằng cái đường ốc một nha. Rồi mình gửi đường ống một, mình ghim vô đường ống một là một cái bước thứ nhất. Để bước thứ hai nè, bước thứ hai còn lại sợi dây này là cái đầu này còn lại nè, thì cái đầu này còn lại mình sẽ ghim vào cổng mic. Mình sẽ ghim vào cổng mic nha, cổng mic nào cũng được ha, đằng trước cũng được hoặc đằng sau cũng được ha. Ở đây em chọn đằng sau nha. Đó, ở đây em dùng con vang này là con vang DS6 nha, JAT DS6 hàng công ty. Rồi mình sẽ chọn ở cái đường đằng sau nè, ghim vô đường mic đằng sau, rồi là một cái ha. Rồi bây giờ cái đường quay về này. Thì tùy anh em xài bằng cái jack Canon hay là jack 6 ly gì tùy ha. Ở đây mình lấy đường ra của nó đó, đường ra của cái con vang này, thì đường ra mình đi Canon cũng được, nhưng mà ở đây em xài dây AV ha, thì em sẽ chọn cái đường ra của nó là đường AV đó, chọn cái nó đường AV là đường quay về đó, đường quay về cho cái bên mixer. Rồi cái sợi dây nó nè, rồi cái phần đằng sau là xong rồi đó. Rồi bây giờ cái đường quay về của nó nè, đường quay về từ con vang quay về là hai sợi này, thì bây giờ mình sẽ ghim ở đâu đó. Bây giờ cái bước này mới là cái bước để giải quyết nè. Rồi bây giờ cái này em chọn 78 ha, mình chọn ở Light CT nha. Đó. Đây. Để chọn cái rắc nào nó cứng chắc chắc một chút. Cái rắc này nó lỏng quá. Để tìm cái rắc đen nó chắc chắc một chút. Đây, chọn hai cái rắc này. Rắc này cho nó mới, để nó không có bị lột rẹt. Đó. Rồi. Thì bây giờ cái đường quay về của nó nè. Đường quay về mình đã có hai cái rắc này rồi thì mình sẽ ghim vô 78. Rồi, ở đây tiện đây thì em sẽ nói luôn. Anh em mà dùng cái đường ốc retune á, tức là đường quay về ốc retune, thì anh em nói luôn riêng cái bàn này vẫn làm quay về ốc retune để mình điều chỉnh những cái con nút đỏ này được. Nhưng mà ở đây em không làm vậy. Tại vì mình làm như vậy thì mình sẽ không can thiệp được cái độ dày mỏng của reverb khi nạp về cái line nào mình muốn. Retune mình không chỉnh được. Còn mình quay về trên light CT á thì mình sẽ can thiệp được cái dày mỏng của cái reverb nha. Đó. Ở đây em sẽ chọn Light CT, em quay về. Còn anh em nào mà muốn retune ha, muốn quay về bằng đường retune thì tự động ở nhà chịu khó bọc mạch nha. Em không có thời gian để hướng dẫn cái này, thật ra anh em thông cảm. Em chỉ làm những cái nào nó hiệu quả, nó hay thì em chọn. Còn anh em nào muốn khác đi thì tự làm nha. Đó, tự về tự mày mò, em làm cái này. Rồi, em quay về trên line này. Đó, rồi. Coi như là đường gửi đi nè và đường quay về là xong. Rồi bây giờ cái đường ra loa, ghim ra loa để mình kiểm tra ở ngoài, nghe ngoài. Rồi đường ra loa cũng kết nối rồi, bây giờ chỉ còn bật điện là xong. Đó, dây điện mình cũng cắm vô. Rồi bây giờ bật điện nè,
bật điện nè, đó. Rồi mình bật điện. Rồi giờ bật điện cái con này. Đó. Rồi. Như vậy là hai cái bật điện rồi ha, cái này bật điện rồi nè, cái này cũng bật điện rồi nè. Rồi bây giờ là đến đường micro. Rồi. Đường micro em xài mic rẻ tiền ha, mic 32 ha, mic 32. Đây cái bộ nó nè. Đó, bộ nó đơn giản. Rồi mình bật lên. Có đèn, bên này cũng bật lên, có đèn. Rồi như vậy là cái này là ăn thông với nhau. Giờ mình ghim vô đây. Mình ghim vô là mixer là mình nói là mình sẽ cân vật lên thôi. Cân vật cân eco gì đó. Rồi bây giờ là các bác thấy điện đóm là em đã kết nối ha. Rồi điện đóm mic rồi các thứ là đường cấy vào, tức là con DX6 ha, van DX6 hoặc là TF9 đều giống nhau. Hoặc là các bác các anh em đang có những cái con van khác cũng kết nối giống tương tự như vậy ha. Đây micro của nó đây. Rồi nghe nó bụp bụp là chưa có tiếng vợt ha. Bây giờ em sẽ nạp cái vợt ở Lite CT. Ở đây tiện đây em nói luôn, anh em nào mà xài cái con này hoặc là những cái con tương tự mà nếu mà muốn đi cái đường retool ha thì tự nghiên cứu thêm ha. Ở đây em không có thời gian nhiều, em chỉ chọn cái đường tối ưu nhất là đường CT 78 ha. Nếu anh em muốn chọn ở cái đường retool nó vẫn được ha, nhưng mà tại sao em không chọn đường retool? Chọn đường retool mình sẽ không cân chỉnh được bát chung chép của cái revert. À, đây thí dụ em nói này, lên lơ đi lơ 1 2 6. Bây giờ em muốn cái revert này nó mỏng đi ha, thì mình giảm được, mình giảm ở cái lô này nè, cái lô đó, mình sẽ nghe cái vật nó sẽ mỏng đi ha. Thì chính vì cái điều đó mà mình sẽ cân sáng tối mỏng dày ở trên cái revert được. DCT nó hay hơn, nó ấm hơn, nó uy lực hơn. Đấy, các bác nghe nó hực 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 ha. Ở luôn 1 2 3. Ở cái cách chơi này á, anh em nạp vào á, ở cái dàn loa của mình á, thì mình sẽ mở từ từ nha. Cái này nó hơi khác ở cái revert gốc ở trong cái bàn. Cái revert ngoài này đôi khi mà mình vượt ngưỡng cái nó chạy ra ngoài loa, cái các bác khống chế không kịp là nó chết loa chép mình ha. Cháy loa chép là phải đi sửa chữa tốn tiền ha. Thế nên là khi mình nạp vô mình nạp từ từ đó, mình nạp lên từ từ. Cái line tổng này cũng vậy nè, mình nạp nó lên từ 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 vậy đó. Rồi mình xem coi nó như thế nào. Được cái ở cái line CT nè. Line CT tức là mình nạp vợt vào á. Đó, đi 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 đi. Để mình kiểm soát từ 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 từ, không thôi là nó hú rít lên một cái là nó giết chết loa mình ha. Rồi, ở đây em giảm bớt cái vợt để nói chuyện. Thí dụ như ở đây á, nó lệ thuộc ở bên cái con này. Cái con này mình sẽ cân cái vợt như thế nào thì nó sẽ chạy qua đây như vậy. Rồi thí dụ như bên này mình không muốn chạy vợt qua mà mình muốn chạy qua eco, bây giờ em lấy thí dụ đi, em chọn qua cái eco khác ha, em chọn qua cái chế độ khác, chọn qua cái okay. đây em chọn qua cái karaoke 3 nè, đi 1 2 thì các bác nghe không? Alo 1 2 3 4. Tức là nó sẽ theo cái lệnh của mình ha. Mình chọn cái nào thì nó sẽ chạy qua cái đó. Rồi em trở lại, em trở lại cái tiếng vợt. Alo 1 2 3 4. Rồi đường này mình sẽ nạp dày mỏng nè. Đi đi. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, các bác nghe cái vợt ở ngoài chạy vào nè. Đó, đây là cái đường vợt của máy tắt nè, tắt nè, cái này cũng tắt luôn nè. Chỉ có đường vợt ở ngoài nạp vô là mình phải mở lên ốc nè, mình mở cái ốc một lên đó, mình mở ốc một lên mình cỡ này thôi ha. Mình sẽ chỉnh từ 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 từ. Rồi khi ở cái ngưỡng này mình thấy hay rồi đó là mình có thể hát hò được. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ em tắt cái vợt này đi nha. À, tắt cái vợt ở bên cái hộp vang này đi nha. À, tắt này đi. Rồi bây giờ nó trở lại mic thường nè. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng bằng cái vợt của máy nè. Đó, sử dụng bằng cái vợt máy, mở lên chút xíu. Mở này lên chút xíu. Mở lên đi, đi, đi. Đó, các bác nghe không? Cái vợt máy nó chạy vào rồi đó. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Nó rất sâu ha. Cái đợt máy nó rất là ghê gớm á. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ở đây.
Ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Cái này là vật máy ha. Rồi, mình tắt cái vật máy đi. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Tức là cái vật máy và cái vật hợp rời ngoài nó cũng tương đương với nhau, đều hay như nhau cả. Nè. Rồi như vậy là tổng thể cái cách kết nối là các bác hiểu đúng không? Rồi em tua màn hình ra nha. Rồi em giảm bớt cái vợt của cái máy nè. Là cái vợt máy mình vẫn có thể mình tắt cái bên này được nha. Ha. Mình tắt cái bên này, mình tắt cái vợt này đi. Đó. Mình tắt cái vợt này đi thì nó sẽ không còn chạy qua bên kia nữa. Mình tắt vợt bên này cũng được nè. Đó. Khi mình tắt bên này thì nó sẽ không, nó không còn cái vợt gốc bên này nữa, thì làm sao nó nạp qua bên cái bàn mixer bên này. Đó là như vậy đó. Rồi mình mở lên nữa. Đi, đi. Đó. Cái con này là dòng GA, là hàng công ty. Cái con này nó ghê gớm lắm. Cái vật nó rất là sâu không? Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Thì cái đường Line CT 78 nè, là của nó đó. Mình tắt nó đi nè. Đó. Em tắt đi thì nó sẽ không còn nữa. Nó còn tiếng một thôi. Rồi. Như vậy là cái video này em đã hướng dẫn để cho anh em hiểu được cái cách kết nối revert rời ở ngoài vào trong cái con bàn Behringer X1204. Như vậy là video này đến đây là kết thúc ha. Rồi anh em nào sở hữu những cái con bàn mixer này, có thể dùng một cái hộp vang khác cũng được ha. Hộp vang khác, không bắt buộc hộp vang này. Hộp vang bất kể một hộp vang nào, vang số, vang cơ, vang gì cũng được. Nhưng mà công thức kết nối giống nhau, là mình kết nối vào là mình sẽ chơi được thôi. Rồi em kính chào và chúc sức khỏe nha.